Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc trực tuyến với Bộ trưởng phụ trách thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu Andrey Slepnev. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đồng chủ tịch mới của hai phân ban trong Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tại cuộc họp, Bộ trưởng phụ trách thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu Andrey Slepnev mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các vấn đề mở cửa thị trường cho sản phẩm của nhau, thúc đẩy triển khai các dự án ưu tiên, góp phần tạo chỗ đứng cho hàng hóa của các nước EAEU tại thị trường Việt Nam và từ đó thâm nhập sang thị trường các nước trong khu vực ASEAN. EAEU cũng đặc biệt quan tâm đến việc sớm ký kết Nghị định thư sửa đổi lần 2, Nghị định về hợp tác sản xuất ô tô với Nga, sớm đưa vào hiệu lực Nghị định thư tương tự với Belarus và miễn trừ biện pháp tự vệ cho sản phẩm phân bón nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thời gian qua, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc các cam kết trong hiệp định, đã thể hiện thiện chí áp dụng linh hoạt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nước thành viên EAEU, nhất là trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Bộ trưởng đề xuất thời gian tới, hai bên cần tập trung xử lý các vấn đề bất hợp lý tồn tại trong thương mại nông sản và đề nghị phía EAEU xem xét cấp phép thêm cho các doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam có thể xuất khẩu sang EAEU. Đối với những lĩnh vực hợp tác khác mà hai bên quan tâm như xuất khẩu dệt may và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, hai bộ trưởng thống nhất cần tiếp tục tăng cường trao đổi, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trên cơ sở cân bằng lợi ích. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày hiệp định VNEAEUFTA có hiệu lực, hai bên thống nhất sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp bên lề kỳ họp thứ tư dự kiến vào tháng 10 năm 2021 nhằm mục tiêu cập nhật thông tin mới nhất về thị trường, chính sách của các nước, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp.